Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, lớp học tình thương của cô Lê Thị Hòa tại chùa Hương Lan ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều trẻ em khuyết tật. Bằng tình yêu thương bao la của mình, cô Hòa đã dạy miễn phí cho hàng chục em học sinh ở nhiều dạng tật khác nhau, giúp các em hòa nhập với cộng đồng và tiếp cận với tri thức. Chùa Hương Lan, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tại đây có một lớp học đặc biệt. Giáo trình học là những giáo lý nhà Phật. Giáo viên đi dạy miễn phí đã hơn 15 năm. Và học sinh là những trẻ em khuyết tật đến từ nhiều tỉnh thành. Lớp học được chia ra làm 5 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng đầu tiên là các con mới đến và chưa được làm quen, chưa được hòa nhập. Thì các con trước mắt là làm quen để cho các con hiểu được là mình đồng tật. Nhóm thứ hai đó là các con đã biết cầm bút và luyện theo chữ. Và nhóm thứ ba đó là các con câm điếc. Nhóm thứ tư là các con tự kỷ. Và nhóm thứ năm là các con bị khuyết tật về chân tay nhưng mà chỉ phát triển hoàn toàn bình thường. Các con khuyết tật thì không thể tiếp thu kiến thức bình thường được, cần sự kiên trì cũng như là sự quan tâm đặc biệt của cô đối với các con để hướng dẫn cho các con từng tí một. Tại lớp học ngập tràn tình yêu thương ấy, bên cạnh việc trao cho các em tri thức, mẹ Hòa còn rèn cả những kỹ năng sống cần thiết để giúp các em dễ dàng hòa nhập cộng đồng. Sau một thời gian học tập và rèn luyện, nhiều em đã có những tiến bộ rõ rệt. Thay đổi nhiều đấy ạ. Vì các em yêu cuộc sống hơn, chăm lo với nhau hơn và về nhà thì yêu bố mẹ hơn hoặc trong việc nhà nữa. Và những có những cái tiêu cực thì nó mất đi. Gia đình chúng tôi cũng thấy cái sự tiến bộ của các cháu là trong ngân đấy, theo học ở đây là gia đình cũng rất là phấn khởi. Cảm ơn các cô giáo, đặc biệt là cô Hòa là chủ nhiệm. Cô có một cái tấm lòng rất là bao la về tình cảm đối với các con đồng tật. Nói chung là đến với các con thì bằng tình thương và yêu thương các con nhiều hơn. Chứ mình thì chưa bao giờ mình lạc đối với các con cả. Mình chỉ mong là các con luôn mạnh khỏe để đến lớp cùng với cô. Mẹ Hòa là con rất yêu mẹ và mong mẹ là rất nhiều sức khỏe. Để lớp học cái trình tiến bộ hơn ạ.